Con đi cùng nhau đây cho tất cả có mấy con, 4-5 con, 5-6 con này rồi. Ngày xưa là cái đám này đúng là cái trại pháo của không quân mình bảo vệ cảng đấy. Bay thua Pragam ấy, Pragam bay nhanh. Pragam bay kinh giật. Bốn con này không ạ? Mấy con, còn con vào trong rồi nữa. Đấy, ba con đấy anh.